Ok anh em nha, thì đây là lần hống binh thứ 9. Cây lần hống binh đầu tiên Khải shop rồi anh em à. Cây hống binh đầu tiên Khải shop rồi. Giờ cây này thì Khải sẽ hóng ra một cây. Đây là cây thứ hai. Cái kia Khải shop rồi, bực mình mà shop rồi. Một bộ là 2 kim 4. Thôi tôi sớm dùng xô. Ok, cảm ơn Thái Đình Vũ vừa donate Khải 50k Việt Nam đồng nha. Cảm ơn Thái Đình Vũ nha. Cảm ơn Vũ Thái nha. Cảm ơn Vũ Thái vừa donate Khải 50k được. Khải cố gắng donate nha. Ok, đã Khải đi đổi xô rồi. Hết rương kim luôn ấy, ít đâu anh em. Ngon nhất của ba tầng trời. Thiệt anh em chứ. Lần này là tuần 9 này. Để đổi. Đấy, Khải ơi. Lần này là lần hống binh 39. Lần hống binh 39. Này là bắt chín luôn anh em, lần này là bắt chín luôn rồi. Đầu xanh thiệt, kìm một cây rồi đáng tông kim mà. Thì anh em chu vái thôi. Anh em đang xem ủng hộ Khải một like chơi anh em ơi. Ok, là Khải mua ông này 2 kim 4 trước đã. 2 kim 4 trước rồi. Ok ok. Không, Đen Ngô làm gì phải bà Tân anh em. Đen Ngô là anh Đen Ngô, không phải bà Tân đâu. Anh Quang Phạm bảo donate ủng hộ em nè. Anh Quang Phạm thì nãy giờ đi đâu rồi ta. Đây, tiếp tục Khải sẽ lái tìm bà Tân. Ôi, ông kia trong hình không binh nè. Ok. Giao dịch Khải 2 bộ 3 bộ 3 bộ 3 bộ khỏi hóng binh. Rồi lần này bắt chín này mày, lần bắt chín Khải sẽ hóng 6 phát. 3 bộ bà Tân bán thì 850 đồ. 2 kim 55. Này Khải sẽ hóng 6 lần nha em. Ở bắt chín này Khải hóng 6 lần. Ba mươi tám lần không lên, giờ đang lần 39 này. Ôi làm gì xác định 30 lần được anh em. Một lần hóng binh là 100k anh em. Anh em donate em có 300k, 350 một lần thôi. Thì 350 đó em phải bỏ thêm 150 để em hóng binh thành 5 lần anh em. Nãy giờ anh đang ngồi ổn đánh em 350 này, 350 này. Thì em phải chịu lỗ thêm hơn 100k để em hóng 5 lần một lần anh em. Chứ đâu phải một lần ảnh donate em 500k hay gì đâu anh em. Chung là có ủng hộ là em vui rồi. Nhưng mà không phải một lần 350k đâu, lần này là năm, một lần này là cứ 5 lần là một là 500k anh em. Ok anh em nha, lần này dứt này. Dứt 6 lần nữa không lên nữa. Chả biết nói sao luôn. Lần này lần 39 nha anh em. Xong đao. Chịu rồi. Lần 40. Nó đúng 40 lần. Đúng 40 lần. Đúng rồi, anh đang ngồi anh donate em 4 phát rồi đấy. Lần lần 350 ấy, đúng 40 lần. Đậu xanh. Đúng 40 kim. Ra nó. Đậu xanh. Thì anh em nhớ giờ là biết là mất tiền nhưng mà mình vẫn tiếc anh em, tại vì cái lượng 40 lần nó mới ra được cái nó thì anh em hơi bị khó. Đó, anh em không? Đúng 40 lần ra cái nó, đậu xanh. Đó. Trời đất ơi, thiệt anh em luôn. Cũng 40 lần. Trời, cuối cùng ra được cái nọ đánh tống kim này. Cuối cùng ra được nọ đánh tống kim. Mừng vãi nồi. 40 lần anh em. Không phải than, nhưng mà cái vấn đề ở đây á là
nó rất là khó lên. Chứ thang cái gì, mình bỏ tiền mình chơi thì chơi thiệt ga đã nói chơi chơi khô 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 máu mà. Cuối cùng 40 lần mới lên được cây nọ đánh. Cái nọ nó một tống kim. Thế nên anh em nhiều nha. Trời ơi giờ một chứ. Nói chung là mình phải cây chứ. Anh em xem cùng cây nói chi Khải. Anh em xem kia cùng cây nói chi Khải anh em. Nhiều anh em xem live stream cùng cây hơn Khải nữa chứ Khải là gì đâu mà phải bình thường thôi anh em. Đó. Đậu xanh 40 lần, còn cái kia là bán shop nha, cái kia là bán shop nha. Đó. Ông lộc xanh có lộc. Ok. Giao dịch Don Net Don Nate 500 xu này. Đó. Đúng 40 lần anh em. 40 lần 50-50 thôi chứ anh em không có cái bài nào cả. Khải nói anh em không có cái bài nào cả. Khải chơi server đến bây giờ là 40 lần. Là Khải hóng binh là lần đầu 15, lần sau là 17, lần đây là 40 lần. Là Khải hóng binh hết là 62 lần trong đời. 62 lần trong đời anh em. Đó, 62 lần trong đời đỡ có thể hóng binh những cái vật phẩm, những cái món trang bị mình cần. Đó. Khải donate trong này 500 xu. Anh em thấy không? Đúng trong đời là 62 lần hóng binh. Anh em có nghĩ đi. Tất cả các những chiêu trò của anh em nha. Những chiêu trò của anh em là Khải Lộc ra này, của anh Thạch này, của anh Mã Kim Thạch này là của anh Mã Kim Thạch là đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, quỳ lại 3 lần ra ra nó. Qua bên này vẫn không hiệu quả. Đó. Tiếp tục là cái skill của anh ông Hải Lê. Hải Lê và kèm theo những anh em trên kênh YouTube bảo Khải là lùm nhân vật hở thổ đi. Khoảng 2-3 lần xảy ra. Nhưng mà nó vẫn mít ở cái giai đoạn cái nọ này. Đó, cái nọ này là Khải dùng nhân vật nam này. Ở giai đoạn cái nọ này là Khải dùng nhân vật nam và chọn nhân vật hở thổ level 10 chữ tránh. Khoảng 17 lần mới ra được cái nọ này. Đó. Thấy là thất bại chưa? Đấy. Cái skin thứ hai của Hải Lê với lại một số anh em thì đã thất bại chưa? Đó, thất bại chưa? Đó, thất bại rồi nè. Xong rồi đến bây giờ thì Khải cũng có nhiều anh em bảo Khải là lụm nhân vật nữ hở thổ hóng. Cũng hóng yên thua. Tính ra nhân vật nữ hở thổ chứ. Hồi nãy Khải hóng nhân vật nữ hở thổ là 38 lần không ra. Khải shop luôn cái kia luôn. Khải shop luôn cái kia rồi anh em. Anh em có xem ở cái bát 9, bát 8 chứ. Anh em sẽ thấy là Khải là shop luôn cái kia. Và cái này á, cái này Khải là đưa dạng chính Khải hóng là như là 7 lần. 7 lần ra cái nọ. Đó anh em thấy chưa? Nó không có cái chiêu gì cả. Nói chung là nó hên xui thôi. Ok nha. Nói chung là em cũng thay mặt tất cả anh em trong buổi tối hôm nay và cảm ơn anh Đen Ngô và cũng cùng đồng hành với những anh em khác và donate em cũng 100 hoặc là 70k hoặc 50k. Thì nói chung là em cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Nói chung là có anh em thì mới có em. Đó. Có anh em ủng hộ thì mới có em ngày hôm nay. Thì em luôn luôn dành những cái tình cảm của anh em dành cho em thì em cũng không biết nói gì hơn. Thì thay mặt chính quyền và địa phương xin phép cảm ơn tất cả mọi người. Ok, bye bye anh em nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn anh em hôm nay đã ra được cái nọ với 40 lần hóng. Một cái kỷ lục trong làng Võ Lâm Zít anh em à. 40 lần hóng được ra được cái nọ thì anh em không hiểu nổi. Chỉ chốt một câu là không hiểu nổi chứ không có cái bài nào cả. Đó, anh em hiểu chưa? Không hiểu nổi anh em ơi, không có bài nào hết luôn. Ok, đợi Khải test xem thử cái lực tay này cái nọ bao nhiêu nha. Đây là lần hóng binh thứ 9 anh em à. Cũng khá là thành công sau khi 40 lần hỗn binh. Mà 40 lần hỗn binh mà nó nằm bên 38 lần là bên con 38 lần là bên con ạch thổ level 10 rồi. Còn lần này là mới 2 lần lên luôn. Đó, ạch chính mới 2 lần lên luôn. Thấy chưa? Anh em thấy không? Đó, ạch chính mới 2 lần lên luôn. Hôm trước thì cũng ạch chính hóng mà đâu ra đâu. Xong rồi Khải mới chuyển qua ạch này nọ tùm lum tùm lưa luôn. Treo bình khen đi. Ok, đợi Khải test thử cái lượng đam thử nha. Khải nghĩ nó sẽ hơn cái đam cái nọ cũ của Khải. Đây, hiện tại bây giờ Khải đang có hai cái nọ rồi. Khải so sánh cho anh em xem nha. Khải lên một vị trí khác đi. Chỗ này đông người quá với lại nó hơi bị chật vật một chút. Chung là ok. Đó. Vô này. Khải sẽ test cái nọ này ở trong tống kim thử như thế nào cho anh em xem nha. Đây, Khải sẽ mang những cái món trang bị đồ ép đồ của Khải lên. Khải nghĩ cái nọ trên đó nó sẽ hơn cái nọ dưới ít nhất phải 200 lực tây. Ít nhất phải 200 lực tây. Ít nhất phải 200 lực tây nha anh em.
Nhưng mà với cái lượng bỏ ra 40 kim thì Khải nghĩ là khá là nhiều. Tại vì là có anh em ủng hộ cho em cái đợt mà mới nãy rồi, khoảng tầm hai mấy lần em muốn bán shop rồi, mà hơn là anh Ngô Đen á, anh Ngô Đen anh donate em 4 lần là thêm 20 lần nữa anh em. Đó, anh Ngô Đen rất là có động lực để em làm cái series Hồng Binh hôm nay. Chung là thay mặt chính quyền và địa phương em cảm ơn anh Ngô Đen rất là nhiều. Đó, không có gì hơn, nói chung là cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Rồi, để Khải mang đây. Cái nọ này á, lực tay này, đó, nha. Nọ này là nọ cũ nha anh em, nọ này là cũ là 3947. 3947 nha anh em. Khải nghĩ là hơn 200 lực tay ấy. Khải nghĩ hơn 200 lực tay á. Đây, đây là lọ cũ anh em, 3947. Đó, hiện tại nó đang có lực tay cho mình kích hết nha, kích hết nha. Lực tay cho mình là từ từ á, được Khải mang cái nhẫn thông pháp nữa, thiếu nhẫn thông pháp rồi. Đó. Đây. Ôi, thiếu ngọc bội mộc rồi. Thiếu. Đó. Kích hết cái thông pháp nha. Đó, ok chưa? Ok chưa? Đó, kích hết lượng thông pháp này, 14 này, 17, 18 này, 16 này. Đó. Đây, đây cái nọ cũ nha, set lực tay này, lực tay là 6K618 nha anh em. Cũ này. 6618. Đó, được chưa? Hiện tại nó cũ với cái thông pháp này nha, đang so sánh với cái lượng thông pháp như này nha anh em. Rồi ok, bây giờ sẽ tiếp tục đưa cái nọ mới vào. Hay sẽ đưa nọ mới vào. Khả nghĩ nó sẽ hơn 200 lực tay á. Rồi. Nó xuống mạnh rồi, đây. Đây, Khải sẽ đưa cái nọ nó mới vào. Cái nọ mới là thông pháp này. Thông pháp kích này. Đó. Đây, nọ mới vẫn là 3 món thông pháp này. Đó, đúng chưa? Không sai gì nha. Đó, kích luôn. Rồi, chết. Chết đam. Đúng rồi, không có bài gì cả. Thấy chưa anh em? Hơn 200. 217 đam. Cũ này anh em không? Mới này 68 thấy chưa? Với cái lực tay này đường môn càng ngon nữa anh em thấy chưa? Hiện tại cái nỏ này Khải dám chắc anh em luôn, cái nỏ này đang no 1 server của đường môn đỡ đi tống kim. Đỡ đi tống kim nha. Anh em nên nhớ lưu ý với Khải là cái nỏ này đỡ đi tống kim nha anh em. Cái nỏ này là no 1 tống kim của đường môn. Xác định với anh em là cái này là no 1 tống kim đường môn. Còn hôm trước là ông Hạo Dân có mua một cây phi đao, nhưng mà ông chuyển về cái đao rồi, nên là cái đao đó không tính. Khải đang tính là cái nỏ nha anh em, đang tính là cái nỏ nha anh em. Đang tính là cái nỏ này là no 1 server của tống kim. Đó, chắc xác định với anh em là vậy luôn, không có cây thứ hai. Đó. Hơn 217 đam. Đó, thấy chưa? Chung là khá là ưng ý, nói chung là được anh Ngô Đen ủng hộ donate em 4 lần với 1.4 triệu. Nói thẳng ra là đúng chính xác là 1.4 triệu luôn. Em cảm ơn anh rất là nhiều một lần nữa. Và bây giờ thì Khải cũng không còn gì hơn. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Hôm nay là ngày mới, anh em 1 giờ sáng rồi. Đó, ngon chưa? Chung là quá đẹp anh em ơi. To chứ, 200 lần tay là bằng một cuốn nhất kỷ đó anh em. Biết đâu anh em, cuốn nhất kỷ chỉ tăng khoảng 300 thôi. Một cuốn nhất kỷ chỉ tăng khoảng 300 thôi, tùy theo lượng cấp. Còn như cấp này thì nó tăng như là Khải, cái nhất kỷ nó tăng Khải như là 350 thì phải. Tính ra là tùy theo lượng cấp, ví dụ cấp thấp á, thì cái điểm mình thấp. Cái điểm mình nó thấp thì lực tay nó sẽ thấp. Còn đây nó lực tay cao thì nó sẽ lên cao hơn, vậy thôi. Ok, Khải sẽ tạm dừng video 39 ở đây nha. Và Khải sẽ up video này lên dần dần trên kênh. Và để cho những anh em nào mà chưa xem thì có thể xem ủng hộ Khải một like, một chia sẻ vào video này. Chính cái video bắt này Khải sẽ up lên trên kênh sau nha anh em. Và đây cũng là nói với anh em luôn, đây cũng là lần hóng binh cuối cùng. Cũng là lần hóng binh cuối cùng của Khải nha mọi người. Cũng là lần hóng binh cuối cùng của Khải nha mọi người ơi. Ok, và bây giờ Khải sẽ tiếp tục đánh bánh búp xơ nha anh em.